Rồi cái này là mình nấu mắm để các mình lược ra. Rồi rồi thì ở đây em có cái cá với ba chỉ với mực, những cái rau này để lát mình sẽ làm cái ăn với cái mắm mắm kho. Có cà tím, hẹ, con súng, kẹo nèo. Này cần nước, những cái rau rau trộn, rau đắng. Cái mắm của em cũng sẽ xong, thì có mực với mấy cái cá, thì cái rau mình ăn với cái mắm mắm kho. Rồi em sẽ bỏ một ít rau cần nước, một ít kẹo nèo, một ít rau những cái rau trộn, có những cái rau đắng, rau đắng nè, bỏ vô. Xin chào cả nhà, thì hôm nay em có cái nồi mắm kho ăn với những cái rau kẹo nèo, ong súng đó, với rau trộn, rau đắng đó, những cái rau này nữa. Thì em cũng có một tô ở đây, thì em xin mời cả nhà. Giờ cái mắm kho này em cũng làm vừa mặn vừa. Mình muốn là ăn sống rau thì mình ăn, mình muốn ăn chín thì mình sẽ trụng vô cái mắm. Ở đây em có cá bà xà, là mực, rồi với cái thịt heo ba chỉ. Muốn ăn sống này ăn với hẹ gì nữa. Mắm kho này cả nhà thích ăn cái rau gì thì chuyển vào rau gì cũng được. Em có mua cần nước nè, cần nước cái mắm này vừa. Trên đây thì có rau muống, rau đắng, giá, những cái rau thơm rồi nhiều. Này thì để mình ăn sống á, chấm với cái mắm á.
cái này phải có lũ hoa nữa. Mà nhiều khi mình có những thấy bé ăn lũ hoa nhẵn thì mình không bỏ được. Cái này có hoa nữa nó sẽ ngon hơn, nó đắng đắng. Ai mà thích ăn rau thì sẽ làm cái món đó. Cái món này ăn rau được nhiều. Ăn cái này có cái đậu á, mình để nóng nóng mình chấm rau ngon. Này mình ăn với bún, bún cũng được, cơm được. Muốn ăn hải sản tôm gì á bỏ vô thêm được. Ăn cái này không có thiếu là cà tím, cà tím này có mỡ cá với cái thịt đỏ nội á, chúng ta nó làm cho cái nồi mắm của mình nó béo.
Thì bữa cơm của em cũng sẽ xong, thì em cũng xin cảm ơn những anh chị cô chú đã xem cái kênh Hành Ẩm Thực. Thì riêng em xin cảm ơn cả nhà.